Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, khu vực ASEAN có hơn 2.600 dự án FDI tại Việt Nam còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 54,6 tỷ đô la Mỹ. Trong số đó, các doanh nghiệp Singapore dẫn đầu cả về số dự án cũng như giá trị. Như vậy, bình quân một dự án của các nước thuộc ASEAN là gần 21 triệu đô la, cao hơn 6,8 triệu đô la so với bình quân một dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Trong số này, các doanh nghiệp Singapore dẫn đầu với 1.428 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 32 tỷ đô la, chiếm 61% tổng vốn đăng ký. Đứng thứ hai là Malaysia và thứ ba là Thái Lan. Vốn FDI khu vực ASEAN đầu tư tại Việt Nam tập trung nhiều nhất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 17 tỷ đô la, chiếm 30%. Trong 55 tỉnh, thành phố có dự án FDI của ASEAN thì thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 1.144 dự án, tổng số vốn đăng ký hơn 15 tỷ đô la, chiếm 27,6% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Hà Nội và thứ ba là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.